Ngày 10 tháng 2, tại Bệnh viện Sản Nhi tỉnh đã diễn ra chương trình ký kết hợp tác y tế giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Bệnh viện Nhi Trung ương. Dự chương trình có đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Trung ương và các chuyên gia y tế, lãnh đạo các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện. Theo thỏa thuận hợp tác, trong thời gian 5 năm, Bệnh viện Nhi Trung ương sẽ hỗ trợ đào tạo toàn diện cho tỉnh về lĩnh vực nhi khoa, như quản lý bệnh viện, chuyên môn, kỹ thuật y học, thực hành ở tất cả các lĩnh vực, cấp cứu, hồi sức, nhi khoa, ngoại nhi, chuyển giao các kỹ thuật cao và chuyên sâu, luân phiên cắt cử cán bộ hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật, hội chẩn, khám bệnh, tư vấn điều trị từ xa, hỗ trợ tư vấn dịch vụ y tế kỹ thuật cao, hợp tác nghiên cứu khoa học. Phát biểu tại chương trình, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường khẳng định, việc ký kết hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và Bệnh viện Nhi Trung ương là giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, y bác sĩ, giúp nhân dân có cơ hội được tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại ngay tại cơ sở. Trong cái khuôn khổ của hợp tác này, thì tỉnh Lào Cai cam kết thực hiện đầy đủ tất cả những cái yêu cầu của Bệnh viện của Nhi Trung ương để làm sao cho cái hợp tác ấy, nó đem lại cái hiệu quả và giúp cho Lào Cai được cái chất lượng của nhân lực trong cái lĩnh vực về nhi khoa. Trước đó, đoàn công tác của Bệnh viện Nhi Trung ương đã tiến hành khảo sát, đánh giá chất lượng chuyên môn, cơ sở vật chất và có buổi làm việc cùng Bệnh viện Sản Nhi tỉnh để thống nhất đưa ra các giải pháp triển khai hiệu quả công tác hỗ trợ, đào tạo trong thời gian tới.